sống. Đây con này là để con mồi đây này, gà mồi. Đấy. Đây. Chân gà này chân là lăn quanh đấy. Bẫy gà trống. Đây là bẫy đấy, bẫy gà trống. Đấy. Mà kiểu như là mình đi làm con mồi này thì buộc phải là gà cùng loại phân loại nó hay là gà nhà cũng được. Không, cùng loại này như gà nhà, gà này có nhiều lúc gà lạ cái nó nhìn nó lạ lạ nó không đến đâu. À thế là cũng phải cùng là gà rừng ấy. Đấy, gà tre người chủ yếu gà trống. Đánh gà trống hay hơn gà trống nó vào đánh nhau nó nổ. Những khu khác mà chưa ai đánh. À rồi, nghĩa là nó nhìn mày vào địa xâm phạm địa phận tao đúng không?
Nó nhảy ra nó đánh, nó tưởng là mà... Ví dụ trước đánh gà trống, độc đánh một bộ giò lục bên gà ấy. Giờ gà nó khôn, nó phải cắm nhiều giò. Ừ. Nó đến đầu nó bay lên đây. Đây, bay đây gì ạ? Bởi bay đúng cây cái nút... Cây này này. Nút ấy bổ tránh rồi kìa, nó bay lên, thấy nó bay lên đây. Tín hiệu cho gà, gà bấm. Bẫy thì phải đặt vào con gà, gà mái, gà mái để bẫy, để gọi gà trống vào, đặt bẫy. Đấy. Ui. Ui rồi, đây rồi, đây rồi. Đấy, con gà này, bị bẫy. Ôi xa. Đấy. Con này con non này, nó già rồi. Non luôn. Già rồi, khó bắt đây. Đấy, nó vẫn này luôn. Bình thường mà nó, con này nó lớn lên thì nó to hơn con này nhiều. To. Gấp đôi rồi. Lông lá đục lên. Đấy, hôm nay bẫy được một con rồi. Con này là bạo đấy, còn bình thường là những con giặc mà nó không bạo, thấy người bay thật đấy.